Ok các bạn ơi, trời ơi, vừa vào đầu video, con Paolo đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Ơi các bạn nhìn nó này, cái mặt của nó kìa, nó đang đuổi theo mình, nó đang định báo thù mình. Trời ơi, thế là mình bị nó tóm rồi các bạn ơi. Khoan, đừng lại. Trời ơi, ui, trời ơi, cái con thú cưng bóc của mình nó ghê gớm quá. Trời ơi, các bạn nhìn nó này. Ui, các bạn nhìn cái mồm của nó này. Ê ơi, có ghê không? Nhìn cái mắt của nó này. Này này này, mi đừng có mà báo thù ta nha. Ngày hôm nay ta sẽ nâng cấp và tiến hóa cho mi. Trời đất ơi, các bạn nhìn nó ghê thật sự luôn các bạn ạ. Và ngày hôm nay, trời, khoan, dừng lại coi. Và bây giờ, nhân mi có hai con bao này nha. Bây giờ mình sẽ kết hợp bọn chúng lại với nhau. Trời, tiến hóa nó thành một con bao đáng sợ hơn và to hơn rất là nhiều luôn các bạn nhìn nữa này. Ui, cái người của nó kia các bạn ơi. Khoan, này này này, đừng mà đến đây, đừng có động vào người ta cho bao. Trời ơi, các bạn này. Vừa tiến hóa nó nên thành công một cái con bao khác mà nó đã cắn mình luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, đúng là con này nó không biết tốt xấu gì cả. Hai nhân BB tốt bụng như thế mà nó dám tấn công mình các bạn ơi. Để mình xem nó nào. Trời ơi, nó đuổi mình này các bạn ơi. Chạy vào trong cái đường hầm này. What? Trời ơi, chạy vào trong cái đường hầm này cũng không thoát khỏi nó được các bạn ạ. Trời ơi, cái con bao kia không biết nó ở đâu rồi các bạn nhỉ. Để mình xem là nó chắc ở dưới kia. Đây đúng rồi. Khoan, dừng lại coi. Ta vừa nâng cấp tiến hóa cho mi mà. Ok các bạn nha. Và đây chính là cái con bao cấp 2 nha. Đây là con bao cấp 1 và kia là con bao cấp 2. Và bây giờ nhân Mimi sẽ nâng cấp và tiến hóa nên con bao cấp 3. Ui, các bạn hãy xem nha. Và các bạn ơi, nếu nhân Mimi nâng cấp thành công thì các bạn nhớ bấm like giúp mình nha các bạn nha. Bấm đăng ký kênh đây nha. Đấy các bạn nhìn nó này. Và bây giờ thì kết hợp lại và đây. Trời ơi, con bao cấp 3. Ê khoan anh ơi. Ui, thôi xong rồi, cái răng của nó kìa, nhìn kinh không. Con bao cấp 3 thì là người nó màu đen luôn các bạn ơi. Trời đất ơi, dừng lại coi. Dừng lại. Trời ơi, nó nhảy kìa, nó lẽ theo mình kìa. Đấy không, dí nó anh em ơi. Để xem nào mình có hạ gục được cái con bao này không các bạn nhé. Hay là bị nó báo thù đây, bị nó ăn thịt đây. À, mình trốn vào trong đây. Người nó to, nó không vào được. Ui, nó có vào được không ta? Ui, nó vào được các bạn ạ. Trời đất ơi, cứu nhân các bạn ơi. What, tấn công nào. Boom. Trời ơi, ghê đấy. Ui, thôi xong các bạn ơi. Nó gần đuổi tới nơi rồi. Thôi xong, thế là nhân Mimi này bị nó tóm rồi. Trời ơi, dừng lại coi cái con bao cấp 3 kia. Mi đừng tưởng là ta vừa nâng cấp cho Mi xong mà Mi kiểu như là Mi hổ báo nha. Hổ báo nha. Được rồi, bây giờ đứng ở đây các bạn nha. Đó, các bạn thấy chưa? Con bao cấp 3 này to hơn con bao cấp 2 nữa các bạn ạ. Và các bạn ơi, còn một con bao nữa các bạn ạ. Con bao chùm cuối nữa, con bao chân nhẹ đấy các bạn ơi. Đấy các bạn nha. Và bây giờ thì nhân BB sẽ kết hợp tạo ra con bao chân nhẹ nha. Con bao chân nhẹ thì chúng ta cần có những cái gì để kết hợp tạo thành nó các bạn ạ. Nhưng trước tiên mình phải cho con bao này rơi xuống đất đấy các bạn ơi. Ok. Và đây, để kết hợp được thành một con bao chân nhẹ thì chúng ta cần một con bao cấp 1 và một thanh niên này. Các bạn nhìn này. Ui, thanh niên Roblox này. Ui, các bạn xem đây. À, để xem thanh niên này nó khỏe nào, cắn nào. Ui, nó cắn con bao kìa. Ui, thanh niên này khỏe rồi nhắm nha các bạn nha. Nó cắn được con bao này các bạn ơi. Nó cắn được con bao cấp 1 đây. Ghê. Được rồi. Và bây giờ nhân viên mình sẽ kết hợp nha, tạo ra cái con bao chân nhẹ cho các bạn xem nha các bạn nha. Ok. Nào các bạn xem đây. Kiêu, thành công rồi anh em ơi. Trời ơi, con bao chân nhẹ này, mọi người các bạn bấm like giúp mình nha. Ui, ghê quá. Ui, khoan, sao mình lại báo thù ta? Trời ơi, ta vừa nâng cấp giúp mi mà sao mình lại báo thù ta thế nào về hạt bao? Trời ơi, đúng là cái con động vật nguy hiểm mà. Bây giờ biến nó trở nên khổng lồ hơn một chút cho các bạn nha. Đó, các bạn xem video của kênh Nhân BB hay không? Đấy, nếu thấy thích thì nhớ bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi mình nha các bạn nha. Và bây giờ Nhân BB sẽ test thử sức mạnh của con bao này xem nó như thế nào nha các bạn nha. Triệu hồi mấy con quái vật Poppy Playtime ra các bạn ơi. Đấy, sau khi để cho bọn bao nó ăn thịt mấy con này xong rồi mình sẽ cho bọn nó đại chiến với lại Poppy Playtime nha các bạn nha. Các bạn nhớ theo dõi xem để biết xem đội nào mạnh nhất. Không biết con bao mạnh hay là đội quân của Poppy Playtime mạnh nha các bạn nha. Mọi người nhớ phải theo dõi nha các bạn nha. Nhớ xem hết video, bấm like, bấm đăng ký kênh giúp Nhân BB nha các bạn nha. Cảm ơn tất cả những bạn yêu quý mình. Đó. Và mình hứa là sẽ bấm like và thả tim tất cả những bình luận các bạn. Và bây giờ các bạn hãy xem nào, test tử xem là mấy con quái vật Poppy Playtime cấp 1 xem nó như thế nào. Ui,
Ui trời ơi, what? Bao nhiêu quái vật Poppy Playtime cấp 1 đều bị nó ăn hết sạch luôn các bạn ơi, tiêu hết luôn. Không con nào là đối thủ của nó cả. Ôi không, trời ơi sao mà nó mạnh thế. Wow, ui nó mạnh thật sự luôn các bạn ạ. Được rồi, chúng ta phải xem sức mạnh của nó mới được các bạn ơi. Tiếp tục triệu hồi ra Poppy Playtime nào các bạn ơi. Đây, triệu hồi ra Dog đây. Catnap. Ý, rất nhiều những con kiểu quái vật mạnh trong Poppy Playtime Chapter 3 mà nhân BB có các bạn ạ. À. Đấy, có cả Kissy Missy và Huggy Wuggy nữa nha các bạn nha. Ui, có cả con chim nữa kìa. Và bây giờ nhân BB sẽ điều khiển cái con bao chân nhẹ này để xem nào. Ui, các bạn nhìn kìa. Trời ơi, nó cắn hết luôn. What? Ui, nó ăn thịt hết luôn này. Ui, bao chân nhẹ gì mà mạnh vậy trời. Ui trời ơi các bạn ơi. Vậy thì tí nữa quái vật Poppy Playtime làm sao mà có thể đấu thắng được cái bọn bao này đây. Trời đất ơi, nó mạnh quá các bạn à. Không thể tin được luôn ý, đúng không các bạn ơi. Wow, tiếp tục triệu hồi ra mấy con trong quái vật trong Poppy Playtime nha các bạn nha. Trời đất ơi, bây giờ điều khiển cái con bao cấp 3 xem nào. Ui nó to quá, ui để xem nó sẽ nào các bạn ơi. Cắn. Ui nó gặm kìa. Ôi nó ăn hết luôn, nó nuốt chửng hết luôn kìa các bạn kìa. Trời ơi, nó nuốt quái vật Poppy Playtime Chapter 3. Không thể tin được. Ui tí nữa mình sẽ cho bọn chúng đấu với nhau các bạn ạ. Bây giờ thì test thử sức mạnh của nó thôi. Mà không ngờ mình cảm thấy nó mạnh quá. Bây giờ xuất hiện cả Linh ra rùa và con rồng ngửa này đây. Để xem con Pau cấp 2 này có thể cắn được những ai nào. Kissy Missy Haki Uki. Ui. Ui. Trời đất ơi, nó ăn thịt được hết luôn này. Wow, ghê. Cấp 2 cũng mạnh luôn. Và bây giờ đến được con Pau cấp 1. Để mình test thử xem nào, con Ninja Rùa xem nào. Ninja Rùa, Ninja Rùa chịu được 3 cú cắn của nó. Nhưng mà cuối cùng thì Ninja Rùa cũng đã phải hy sinh được các bạn ơi. Phải nói là cái mấy cái con Pau này nó mạnh thật sự đây. Tại sao mình lại nâng cấp nó lên nhỉ các bạn nhỉ. Được rồi, nó nâng cấp rồi thì thôi kệ nó đi. Nâng cấp nó mà nó lại còn báo thù mình nữa cơ các bạn ơi. Thế mới đau chứ. Được rồi, và bây giờ nhân viên sẽ triệu hồi ra tất cả những con quái vật, những con động vật trong Poppy Playtime Chapter 3 để chiến đấu xem nào bên nào mạnh hơn nha các bạn nha. Poppy Playtime Chapter 3, lúc nãy thì mình đã triệu hồi ra một số con rồi nhưng mà mình chưa triệu hồi hết đâu, còn những con mạnh nữa. Đấy, để xem nào cái con bao có thể chiến thắng được tất cả những con quái vật trong Poppy Playtime Chapter 3 không nha anh em nha các bạn nha. Ấy, mọi người nếu mà ai chưa bấm like thì bây giờ các bạn có thể bấm like và bấm nút đăng ký kênh ủng hộ nhân BB nha, và cũng như là để theo dõi nhân BB các bạn ạ. À, chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Ấy, đội quân Poppy Playtime Chapter 3 đã xuất hiện, có cả rồng nữa và một con khủng long. Để xem nào mấy con bao này có thể chiến thắng được hay không. Và các bạn ủng hộ bên nào đây? Chúng ta sẽ cùng nhau xem nha. Rồi, rồng nửa phút nửa rồi. Wow. Ui, các bạn nhìn kia, mấy con bao nó đã bị rồng nửa phút nửa đốt cháy rồi kìa. Wow. Ui, trời sao, rồng cũng bị ăn thịt rồi. Đến gần có khủng long kìa. Có khủng long và con voi đang đến gần chiến đấu. Ui, các bạn ơi. Wow. Mấy con quái vật bao này đã bị Poppy Playtime hạ gục rồi. Ấy, mình nói rồi. Đội bao rất là mạnh đấy, nhưng mà cuối cùng chưa chắc đã thắng được đội quân Poppy Playtime Chapter 3 đâu. Vì Poppy Playtime Chapter 3 rất là đông các bạn ơi. Ok anh em nhé. Trời ơi, what? Ui tại sao lại báo thù tôi? Ôi Poppy Playtime bây giờ lại quay ra báo thù nhân BB các bạn ơi. Cứu mình. Trời ơi, bây giờ ai cứu được mình đây? Khoan. What? Trời ơi, quá ghê gớm. Được rồi, bây giờ nhân BB phải triệu hồi ra bao mới được. Nào, hãy xem đây. À, bao chân nhện. Cố gắng khai gục nó đi nào. Triệu hồi tiếp ra bao. Ui, đừng báo thù nhân BB. Hãy báo thù mấy con quái vật Poppy Playtime Chapter 3 đi. Rồi. Và trong đầu thứ hai này có vẻ như mấy con quái vật bao này nó đang mạnh hơn rất là nhiều các bạn ạ. Wow, trận đầu tiên nó chủ quan khinh địch và trận tiếp theo này nó đã giành được chiến thắng rồi các bạn ơi. Và các bạn thấy cái video này của nhân BB có hay không? Các bạn nhìn con báo này có ngầu không? Nếu các bạn thích video này của nhân BB, đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn nha.